từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Việt Hùng xin kính chào quý vị. Tổng Bí thư Trọng cho rằng Tư Bản đạt nhiều thành tựu to lớn, song Việt Nam quyết theo chủ nghĩa xã hội. Việt Nam có ca tử vong COVID thứ 37. WHO đang xem xét đề nghị của Việt Nam mua công nghệ sản xuất vaccine COVID-19. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Trong một bài viết được báo chí Việt Nam đăng tải hôm 16 tháng 5, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận chủ nghĩa tư bản có những thành tựu và giá trị văn minh, song ông vẫn khẳng định Việt Nam kiên định, kiên trì theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Thanh Niên, Tiền Phong và nhiều báo lớn khác có đoạn: "Chúng ta thừa nhận rằng chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học công nghệ." Người đứng đầu Đảng Cộng sản xác nhận thực tế rằng nhiều nước tư bản phát triển đã hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ so với trước. Tổng Bí thư Trọng cho rằng Việt Nam cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Đình Cống, người từng giảng dạy ở Đại học Xây dựng Hà Nội và nay là một nhà bất đồng chính kiến, nói với VOA rằng lời nhận định nêu trên của Tổng Bí thư Trọng là một sự áp đặt vì chưa bao giờ toàn dân Việt Nam muốn theo chủ nghĩa xã hội. Từng là một đảng viên và đã tuyên bố từ bỏ đảng, giáo sư Cống khẳng định không có chính quyền của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam mà chỉ có điều ngược lại. Về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, giáo sư Cống lưu ý rằng trong khi Tổng Bí thư Trọng phê phán các nước tư bản về bất bình đẳng xã hội, gia tăng khoảng cách giàu nghèo và quyền lực chỉ phục vụ một thiểu số giàu có, thực tế ở Việt Nam cũng không khác gì. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhận định với VOA rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội là một ảo tưởng. Trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là nó đầy rẫy cái mâu thuẫn. Chủ nghĩa tư bản có một số mâu thuẫn người ta khắc phục với nhân dân, nhưng mà cái chủ nghĩa xã hội không những không khắc phục được mà nó còn sụp đổ. Mà sụp đổ ở tại cái quê hương của là xã hội chủ nghĩa là Liên Xô kia, thì rồi á là Trung Quốc, Việt Nam có rút kinh nghiệm, có sửa đổi quân số, có tăng cường cái tư tưởng đối trả, tăng cái kim kẹp, nhưng mà rồi á là cũng sụp thôi. Việt Nam vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong vì virus corona, trong lúc có số lượng ca nhiễm mới trong ngày tăng cao ở mức kỷ lục mới, khiến nhiều cộng đồng dân cư và địa phương bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong đợt bùng phát mới. Trong ngày 16 tháng 5, số lượng ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng ở Việt Nam tăng thêm 187, một kỷ lục mới thứ hai chỉ trong một tuần. Theo Bộ Y tế, hầu hết các trường hợp nhiễm mới là những người đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Tính đến ngày 17 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 4.298 ca nhiễm và 37 trường hợp tử vong vì COVID-19 theo thống kê của Bộ Y tế. Trường hợp tử vong mới nhất được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 thông báo hôm 17 tháng 5 là một bệnh nhân 34 tuổi. Theo Tuổi Trẻ, bệnh nhân này đang điều trị chấn thương sau tai nạn giao thông tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội và bị mắc COVID-19 trước khi qua đời hôm 16 tháng 5. Bộ Y tế xác nhận rằng người đàn ông này tử vong vì bị suy hô hấp do viêm phổi nặng cùng với di chứng chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Trước đó một ngày, Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 36 liên quan đến virus corona khi một phụ nữ 89 tuổi qua đời vì viêm phổi nặng do COVID-19, theo Vietnamnet. Bệnh nhân này cũng được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 cùng với bệnh lý nền là tiểu đường, nhưng đã qua đời ngày 15 tháng 5. Được biết bệnh nhân này đến từ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nơi được xem là ổ dịch mới trong vụ bùng phát các ca lây nhiễm cộng đồng trong nước lần thứ 3 ở Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế được Thanh Niên trích dẫn, đã có 27 tỉnh thành trên toàn Việt Nam ghi nhận các ca lây nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát mới bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Việc phong tỏa được áp dụng tại nhiều nơi trên cả nước. Toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 17 xã và một thị trấn đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa cách ly y tế để đề phòng COVID-19 từ ngày 9 tháng 5, theo báo điện tử Chính phủ. Trong khi đó tại Hải Dương, 71 khu dân cư cùng 9 thôn và 2 xã cũng đã bị phong tỏa vì các ca nhiễm COVID trong cộng đồng.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết rằng họ đang xem xét đề nghị của một nhà sản xuất vaccine không được nêu danh tính ở Việt Nam về việc trở thành trung tâm sản xuất vaccine COVID-19 theo công nghệ mRNA, theo Reuters. Tuần trước, truyền thông Việt Nam cho biết rằng Bộ Y tế đang tìm cách tiếp cận công nghệ mRNA hiện đang được BioNTech và Pfizer dùng để sản xuất vaccine chống COVID để sản xuất trong nước. Được biết, vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA thúc đẩy cơ thể con người tạo ra một protein là một phần của virus nhằm kích hoạt phản ứng miễn dịch. Một nhà sản xuất vaccine ở Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm tới việc trở thành một trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 dựa trên mRNA, đại diện của WHO tại Việt Nam. Khi Đông Park cho Reuters biết trong một tuyên bố qua email hôm 12 tháng 5, một ngày sau khi Bộ Y tế thông báo về việc tìm cách tiếp cận công nghệ mRNA. Ông Park cho biết đề xuất này đang được WHO xem xét, đồng thời cho biết tổ chức này hy vọng Việt Nam cũng sẽ đăng ký sản xuất theo quy mô lớn vaccine COVID-19 theo công nghệ mRNA. Theo Reuters, ông Park không cho biết nhà sản xuất này đã đưa ra đề xuất về kế hoạch sản xuất vaccine theo công nghệ này. Hồi tháng 4, WHO cho biết họ đang tìm cách mở rộng năng lực sản xuất cũng như quy mô sản xuất vaccine của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình để giúp kiểm soát được đại dịch. Công ty công nghệ BioNTech hôm 10 tháng 5 thông báo kế hoạch thành lập một trung tâm khu vực và một nhà máy sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA ở Singapore với công suất lên đến vài trăm triệu liều vaccine mỗi năm một khi đi vào hoạt động vào năm 2023. Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn cuối thử nghiệm vaccine sản xuất trong nước và theo chính phủ cho biết, vaccine nội địa Covivac dự kiến sẽ được đưa ra sử dụng vào năm tới. Bộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 977.000 người sinh sống tại Việt Nam đã được tiêm phòng vaccine COVID-19, chiếm khoảng 1% dân số cả nước, trong đó có hơn 22.500 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng virus corona. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Mặc dù dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở cộng đồng, với diễn biến được đánh giá là ngày càng phức tạp, song hiện tại thì nhìn chung các chợ ở Sài Gòn vẫn buôn bán bình thường, không có tâm lý dự trữ nguồn hàng. Bà Lan Thủy, chủ một sạp hàng nông sản thực phẩm ở chợ Gò Vấp, cho biết. Rồi, nó coi đát xong à, nó chữ, mua nhiều bán nhiều, bình thường y vậy, ngày thường sao cũng bán y vậy, dịch cũng kệ nó. Người ta đâu có dự trữ mua, mấy người ăn người ta cũng đâu có dự trữ đâu. Giờ người ta không có mua dự trữ nữa, người ta không có tiền. Người ta ăn tới đâu tính tới đâu hay tới đó, người ta không có tiền ăn nữa. Mấy người cho thuê nhà người ta cũng ế nữa. Nguồn hàng dự trữ ở siêu thị trong chính sách an ninh lương thực hiện đang được tiến hành. Ông Nhật, một người tiêu dùng, nhận xét. Tâm trạng nó không đến nỗi như đó, nhưng mà cái sự nghiêm túc nhận định cái dịch bệnh là có, ai cũng lo lắng. Còn cái vấn đề mà đi mua đồ dự trữ là không có. Không? Trữ thì có kho, có siêu thị nó trữ rồi, mình trữ làm chi nữa. Với tâm lý đó, nên khách đến chợ mỗi ngày ở hiện tại cũng vẫn theo nhịp trầm lắng của đời sống khốn khó do dịch kéo quá dài. Hàng hóa ở chợ cũng đầy ắp, với chuyện khách mua tiếp tục vắng vẻ nhiều so mấy năm trước lúc chưa có dịch Covid. Bà Lan Thủy nói rằng giờ người ta mua đủ ăn thôi. Chủ yếu đường muối gạo thôi mà người ta cũng mua nhiều đâu. Nó có mọt. Gạo thì trước kìa người ta mua, bây giờ người ta chưa ăn hết nữa, nó có mọt lên kìa. Ta mua đủ ăn thôi, ăn không kịp, mất công, hư. Không cần dự trữ vì ở siêu thị luôn đầy ắp hàng hóa thiết yếu, ông Trần Văn Tuyến, một người tiêu dùng, cho biết. Người ta chủ động trước rồi nên là cũng không sợ thiếu hàng đâu. Đấy thì anh nghĩ là nó cũng bình thường thôi, chứ không? Tại vì dân mình đã chủ động rồi, không sợ thiếu lương thực. Nói chung là ba đồ thực phẩm của mình là mình cũng kiểu dự trữ đủ đông ấy. Các thứ là cũng có đầy đủ hết mà. Gạo kia các thứ là cũng đầy đủ chứ không lo lắm.
các siêu thị ở Sài Gòn đã chuẩn bị nguồn hàng đủ cung ứng trong trường hợp thành phố bị giãn cách, ông Nhật nhận xét. Nói chung là cái an tâm 100% thì không có, nhưng mà điều nó cũng là có nhiều đó chứ không phải không đâu. Tại vì chừng nào mà cách ly cả cái thành phố không cho ai ra vô hết đó, lúc đó mới là thấy. Còn bây giờ thì trong sinh hoạt của thành phố vẫn bình thường, đâu có nổi nào. Đúng là hiện tại thì Sài Gòn chưa đến nỗi nào. Tuy nhiên, theo xác nhận hồi trung tuần tháng 5 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì trong cộng đồng đã có mầm bệnh và luôn đe dọa bùng phát. Do vậy, dự trữ hàng hóa từ nhà chức trách là cần thiết. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Ấn Độ ngày 17 tháng 5 bắt đầu chương trình thí điểm tiêm vaccine COVID Sputnik V của Nga để giải quyết nhu cầu cung ứng và hậu cần trong việc phân phối vaccine trên toàn quốc. Sputnik là loại vaccine 2 liều hiệu nghiệm 91,6% ngừa virus corona, tỷ lệ hiệu nghiệm cao hơn 2 vaccine hiện được chấp thuận tại Ấn Độ. Ấn Độ đã nhận 60.000 liều Sputnik V từ Nga hôm 16 tháng 5. Không nơi nào trên thế giới bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề như Ấn Độ trong lúc biến thể mới của virus làm lây lan tăng mạnh với hơn 400.000 người nhiễm và hơn 4.000 người chết mỗi ngày, khiến hệ thống y tế quá tải. Mặc dù Ấn Độ là nước xuất xưởng vaccine lớn nhất thế giới, nhưng chỉ gần 10% dân số 1,35 tỷ dân đã nhận được ít nhất một liều vaccine, theo dữ liệu của Bộ Y tế nước này. Nepal rơi vào tình trạng thiếu bình oxy, đến nỗi chính phủ yêu cầu những người leo núi Everest sau khi dùng hết oxy cho cuộc thám hiểm leo núi hãy mang bình rỗng về để bơm oxy dùng cho y tế, thay vì vứt bỏ lại trên sườn núi. Nepal đang vất vả đối phó với làn sóng virus corona thứ hai. Hội leo núi Nepal yêu cầu các hội viên giúp Nepal đối phó với tình trạng COVID tăng mạnh, đang đẩy hệ thống y tế yếu kém của nước này tới bờ vực sụp đổ, như ở nước láng giềng Ấn Độ, nơi số ca tử vong hàng ngày vẫn trên 4.000. Tính tới ngày 17 tháng 5. Trong mùa leo núi tháng 4 tháng 5 năm nay, Nepal đã cấp phép cho hơn 700 người để chinh phục các đỉnh núi trong dãy Himalaya, gồm 408 người leo núi Everest, trong nỗ lực đưa ngành leo núi và du lịch trở lại hoạt động. Nepal báo cáo có 447.704 ca nhiễm và 4.856 người chết vì Covid, theo dữ liệu chính phủ. Các chỉ dấu ban đầu cho thấy vaccine bảo vệ được những người cao niên trước biến thể COVID ở Ấn Độ và đa số những bệnh nhân COVID nhập viện đều chưa tiêm chủng, Bộ trưởng Y tế Anh cho biết ngày 17 tháng 5. Ông Matt Hancock nói có 2.323 ca nhiễm biến thể B.1.617.2 tại thị trấn Bolton ở Tây Bắc. Đa số những người nhập viện đều chưa chích ngừa COVID dù họ hội đủ điều kiện được tiêm chủng. Bộ trưởng Hancock phát biểu trước Quốc hội rằng việc này cho thấy biến thể mới không có khuynh hướng tấn công được những nhóm người cao niên đã tiêm chủng và việc này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phải tiêm chủng. Ông Hancock nói chưa có phúc trình toàn diện, nhưng bằng chứng ban đầu cho thấy các vaccine hiện có hữu hiệu đối với biến thể B.1.617.2 vốn phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Hiện các hạn chế chống COVID tại nước Anh, Scotland và Wales đã giảm bớt tính tới ngày 17 tháng 5 dù có những quan ngại chung quanh biến thể B.1.617.2. Trung Quốc ủng hộ lời kêu gọi của các nước đang phát triển yêu cầu ngừng áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ngày 17 tháng 5. Phát biểu được đưa ra trong lúc Tổ chức Thương mại Thế giới đang thương thuyết với các nước về việc miễn thi hành quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19. Mỹ ủng hộ đề nghị ngừng áp dụng quyền sở hữu trí tuệ với vaccine COVID dù các nhà lập pháp bên Đảng Cộng Hòa trước đây nêu quan ngại rằng việc này sẽ trao công nghệ sinh học dược quan trọng cho Trung Quốc, Nga và những đối thủ chiến lược khác, trong khi không gia tăng được việc cung ứng vaccine. Các giới chức Anh và Liên hiệp châu Âu nghi ngờ về lợi ích của đề nghị miễn thi hành quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID, trong khi các công ty dược cho rằng việc này sẽ không giải quyết được việc thiếu vaccine trên toàn cầu. Hàng chục người ngày 17 tháng 5 tụ tập tại Tokyo phản đối Thế vận hội Olympic, thêm một lời kêu gọi hành động nhằm ngưng tổ chức các cuộc tranh tài mùa hè này. Những người biểu tình chống Thế vận hội tuần hành trên phố mang theo những bích chương và hô to khẩu hiệu mạnh mẽ phản đối. Tuần trước, chính phủ Nhật mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm tại 3 khu vực hành chính, trong đó có Hokkaido,
trong lúc Nhật Bản đang chật vật đối phó với chủng COVID lây nhiễm cao, khi mà chỉ còn chưa tới 70 ngày nữa là khai mạc Olympic Tokyo vào ngày 23 tháng 7. Ngày 17 tháng 5, thủ đô Tokyo của Nhật Bản báo cáo có thêm 419 ca nhiễm. Cuộc thăm dò mới nhất do Nhật báo Yomiuri Shimbun thực hiện cho thấy gần 60% cư dân Nhật Bản muốn hủy bỏ Thế vận hội. Quỹ Kim Mỹ Dương vừa công bố chương trình trợ cấp hàng tháng dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực thủ đô Washington DC. Chương trình này là một bước mở rộng hơn nữa các hoạt động phục vụ xã hội của Quỹ Kim Mỹ Dương, bao gồm phát triển giáo dục, trợ giúp về y tế và hỗ trợ phúc lợi cho các gia đình kém may mắn và con em của họ. Kỳ vừa rồi đó, mình cũng có giúp những người bị COVID tai nạn đó, không có thất nghiệp, không làm việc được. Bây giờ thì chúng tôi ra một cái chương trình mới để giúp những người nghèo khó, đã nghèo mà rồi lại gặp tai nạn nữa. Thành ra đó là những người mà mình cần giúp. Chương giúp kỳ này đó, nó có một cái nó khác hơn là mình cho tất cả mọi người Mỹ, Việt Nam, Hispanic, everybody who nghèo mà gặp tai nạn, mình đều xét đơn họ hết. Quỹ Kim Mỹ Dương là một quỹ phúc lợi được nhiều người biết tiếng ở khu vực thủ đô Washington DC do ông bà Long Nguyễn và Kim Mỹ Dương thành lập. Hoạt động của quỹ tập trung trong lĩnh vực giáo dục bằng các suất học bổng và tài trợ cho các trường đại học trong vùng. Bên cạnh đó, quỹ cũng có những chương trình trợ giúp y tế ở Việt Nam và hỗ trợ phúc lợi. Chương trình trợ giúp hàng tháng vừa được công bố, dự kiến sẽ trở thành một chương trình dài hơi giúp đỡ cho các gia đình nghèo, trước hết là trong vùng thủ đô Washington DC. Bây giờ đó thì mình làm từng năm, mỗi tháng một lần. Mỗi tháng đó thì tối đa là 20 cái grant. Thành ra bây giờ cho tới tháng 12 là mình dự trù là để sẽ được 6 tháng, mỗi tháng 20 thì là mình nghĩ được, mình sẽ giúp được 120 người. Hiện tại mỗi suất hỗ trợ có giá trị từ 500 cho tới 1.000 đô la mỗi tháng. Đây có thể nói là một cách giúp thêm cho những gia đình kém may mắn đang cần sự trợ giúp bên cạnh các chương trình phúc lợi chung của chính phủ. Việc Quỹ Kim Mỹ Dương ngày càng phát triển với nhiều chương trình có ý nghĩa, trợ giúp không chỉ cho cộng đồng người Việt mà còn cho cả những sắc dân khác, được xem là một trong những biểu tượng của sự thành công và đền đáp của người gốc Việt trên đất nước Hoa Kỳ. Akimi Luke là một trong số các học viên muốn tham gia các lớp tự vệ do các huấn luyện viên chuyên nghiệp tình nguyện dạy tại công viên Pan Pacific ở Los Angeles. Cô hy vọng các kỹ thuật học được sẽ hữu ích khi cần thiết giữa lúc nhiều người Mỹ gốc Á trở thành mục tiêu của các hành vi bạo lực. Nếu chúng ta trở thành nạn nhân của một vụ tấn công, chúng ta phải biết cách đánh trả. Chúng ta phải biết những kỹ thuật cần thiết để tự vệ. Gretchen Colton là một bà mẹ đơn thân sống sót qua một cuộc tấn công tình dục. Như lúc, bà Colton hy vọng rằng học cách tự vệ là một bước để tránh tình huống xấu diễn ra. Tôi không bao giờ muốn lâm vào vị thế phải học cách để bảo vệ lấy mạng sống của mình nếu tôi bị tấn công. Nhưng rõ ràng, vì thế giới mà chúng ta đang sống, đáng tiếc, đó là thực tế đối với tất cả mọi người, nhất là bây giờ đối với người Á Châu, nhất là phụ nữ. Phụ nữ rất dễ bị tấn công. Sabrina Johnson và Alexandria Berno tình nguyện dạy các lớp tự vệ. Mặc dù họ không phải là người gốc Á, họ cảm thấy cần phải sử dụng hiểu biết chuyên môn của mình để giúp người khác chiến đấu chống bạo lực đối với người Á Châu. Tôi nghĩ là trong tư cách một đồng minh, nếu cá nhân ta không phải là người gốc Á, nhưng thấy một người nào bị tấn công vì họ là người gốc Á, hay bất cứ sắc tộc nào, nếu biết cách tự vệ, bạn có thể can thiệp. Bạn sẽ có đủ tự tin để nói với kẻ đang sách nhiễu họ, hãy ngừng lại, đừng làm phiền nạn nhân nữa. Các huấn luyện viên nói họ sẽ tiếp tục mở lớp tự vệ như thế này cho cộng đồng người Mỹ gốc Á với hy vọng có thể truyền sức mạnh cho họ để đấu tranh chống lại các cuộc tấn công có tính chất kỳ thị. Yeah.
Trong suốt thời kỳ cao điểm của đại dịch, Nga là một trong các chính quyền hạ lệnh cho dân phải cách ly ở nhà trong nhiều tháng dài. Nhưng đây không phải là một lựa chọn cho tất cả mọi người. Ocheska, tạm dịch là chỗ tạm trú ban đêm, là tổ chức từ thiện lâu đời nhất hỗ trợ cho thành phần vô gia cư ở thành phố Saint Petersburg, ước lượng vào khoảng 15.000 người theo chính quyền. Con số này cao gấp 3 lần theo các tổ chức từ thiện. Chúng tôi ngay lập tức hiểu rằng những người sống trên các đường phố không có nơi nào để mà cách ly. Giả dụ họ xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc có triệu chứng mắc bệnh, họ cũng chẳng có nơi nào mà đi. Họ không có nơi nào để đi bởi có nhiều người không có giấy tờ tùy thân như hộ chiếu để làm chủ đời sống của họ. Trong khi chờ đợi, những tổ chức cứu trợ như Noteska thấy công tác thường ngày của mình như cung cấp các bữa ăn và giường bị cản trở hơn vì các điều kiện trong dịch COVID-19 và các quy định của lệnh phong tỏa. Có lúc chúng tôi phải chi tiền để mà trả lương cho một đầu bếp tại một nhà hàng trước đây từng tặng miễn phí thực phẩm nấu sẵn từ quán cà phê của ông. Andrei nói ông bị lừa không được trả lương sau khi tới Saint Petersburg làm việc. Chuyện thường xảy ra khiến phức tạp thêm thành kiến đối với người vô gia cư ở Nga mà nguyên do chủ yếu là do nghiện rượu. Thật là bất công, tôi làm việc nặng nhọc biết bao nhiêu để đổ bê tông rồi họ không chịu trả lương. Chỉ sau đó tôi mới rơi vào cảnh nghiện ngập và tuyệt vọng. Andrei và nhiều người khác nói suy thoái kinh tế trong đại dịch khiến họ không còn giải pháp thay thế để kiếm sống. Họ nói họ sợ cuộc sống vô gia cư hơn là sợ có virus. Tôi cứ xem số việc làm đăng tại cơ quan nhân dụng thì hầu như không có công việc nào. Xem quảng cáo trên báo thì chỉ có một việc duy nhất. Đó là những câu chuyện về tình cảnh khó khăn, khó tìm ra được giải pháp, nhưng cũng là câu chuyện về các cộng đồng hiệp sức lại. Bất chấp sự hoài nghi của chính quyền Nga đối với các tổ chức phi chính phủ, hàng ngũ các thiện nguyện viên và vật phẩm được hiến tặng đã tăng vọt tại Noteska. Trong 30 năm làm việc, chúng tôi chưa từng thấy nhiều người như thế này. Nghĩ tới và phục vụ người vô gia cư như họ đã làm trong năm 2020. Thời buổi khó khăn, nhiều người tự nhiên nghĩ tới những người trong tình cảnh còn khó khăn hơn họ. Bây giờ thì tổ chức này đang làm việc để tiêm chủng COVID-19 cho thành phần vô gia cư, mở cửa các khu tạm trú và mạng lưới rộng lớn hơn các dịch vụ pháp lý, tâm lý và tìm việc mà Noteska cung cấp. Nhưng đây là quá trình chậm chạp đến não lòng. Nạn quan liêu hành chính có nghĩa là nhiều người phải chờ nhiều năm trước khi có giấy tờ chính thức cần thiết, không những để được tiêm ngừa mà còn để bắt đầu quá trình đi tìm một chỗ nương thân. Mỗi sáng, lướt Internet để theo dõi tin tức mới nhất từ Ấn Độ là một thói quen làm cho doanh nhân Ani Joshi đau lòng. Trong vòng thân thuộc, gia đình, anh em họ của tôi chỉ có 4 người, thì tất cả 4 người đều nhiễm bệnh. Một người bạn thời thơ ấu của tôi đã chết. Trong những tuần gần đây, 7 thành viên trong đại gia đình của Ashfaq Syed ở thành phố Hyderabad đã nhiễm virus. Ông cho biết cả 7 người đều đã qua đời. Thật không tưởng tượng được, mỗi ngày tôi đều nhận tin nhắn về một ai đó vừa mới qua đời, từ chính gia đình tôi, bạn bè và những người thân yêu của tôi. Công ty của Anil Joshi, IntelliEdge, đang phát triển công nghệ để cho phép các chuyên gia y tế Ấn Độ đánh giá và theo dõi bệnh nhân từ xa. Ông có một toán 35 nhân viên ở Ấn Độ đang xúc tiến dự án, nhưng virus COVID đã làm cho công việc của họ bị trì trệ. Trong nhóm của chúng tôi, trong 3 tuần qua có 4 người nhiễm bệnh, không thể làm việc. Có người thì cha hoặc mẹ lâm bệnh trước, và hiển nhiên là các gia đình Ấn Độ rất gắn bó với nhau và thường sống chung. Joshi và Syed nằm trong số rất nhiều người đang tìm cách đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ của Ấn Độ. Người dân cần được cung cấp oxy, họ cần những thứ thuốc như Remdesivir và các loại thuốc khác. Chúng tôi cần máy thở. Một số bạn bè của tôi yêu cầu chúng tôi thu xếp, quyên góp để có máy thở và tất cả những thứ đó. Trong khi có những thách thức về hậu cần, trong việc thu thập và vận chuyển các thiết bị đến Ấn Độ, Syed cho biết gửi tiền có thể hỗ trợ ngay lập tức.
Oxy, một xi lanh giá trước đây 2.000 ruby ấn, bây giờ tăng vọt lên tới 20.000, 30.000 ruby vì thiếu oxy. Vì vậy, chúng tôi cần xoay sở để có thêm ngân quỹ. Các cộng đồng Nam Á trên khắp bang Illinois đang đóng góp vào nỗ lực này. Sajjad Bhatti đến từ Pakistan, nước láng giềng của Ấn Độ. Ông quản lý một nhà hàng ở Naperville, một vùng ngoại ô của Chicago, và đang chật vật xoay sở để có thể sống sót qua tình trạng phong tỏa vì COVID ở Hoa Kỳ, trong khi gia đình của ông ở Pakistan đang khỏe mạnh và cho đến nay vẫn an toàn. Ông xót xa nghĩ tới những người đang đau khổ ở Ấn Độ. Hồi giáo, Ấn Độ giáo, bất cứ tôn giáo nào, chúng tôi đều cầu nguyện cho cả nước Ấn Độ, cho các đền Hồi giáo, cho các nhà thờ của chúng tôi, mọi nơi mọi người đều cầu nguyện cho Ấn Độ. Dù công việc làm ăn của ông vẫn chưa trở lại bình thường, nhưng Bhatti giúp Syed gây quỹ được khoảng 10.000 đô la để mua vật tư y tế tại Ấn Độ. Ông coi đó là một cử chỉ thiện chí giữa người dân của hai quốc gia, vốn xích mích với nhau. Bất kỳ ai ở Ấn Độ cũng đều là anh em của chúng tôi. Đây là một cơ hội lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng được một chiếc cầu nối và mọi thứ sẽ lắng xuống khi chúng ta vươn tay giúp đỡ nhau. Đó là điều cần thiết ở Ấn Độ, nơi COVID-19 đang gây ra những mất mát kinh hoàng. Hoa Kỳ quan ngại trước những hành động hung hăng mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang thực hiện chống lại Đài Loan. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa liên tục triển khai máy bay chiến đấu và oanh tạc cơ vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, có lúc tới 25 máy bay trong một ngày. Nước này cũng tiến hành những cuộc tập trận trong eo biển Đài Loan mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mô tả là những cuộc diễn tập tác chiến. Viên Bộ Ngoại giao Ned Price khẳng định cam kết của Mỹ đối với Đài Loan vững như bàn thạch. Hoa Kỳ duy trì khả năng chống lại bất kỳ hành động vũ lực hoặc những hình thức uy hiếp khác có khả năng xâm hại an ninh hay hệ thống kinh tế xã hội của người dân Đài Loan. Hoa Kỳ mới đây đã công bố thêm những hướng dẫn linh hoạt cho vấn đề giao thiệp giữa chính quyền Mỹ, Đài Loan, phản ánh mối quan hệ không chính thức ngày một sâu sắc giữa hai nền dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các đồng minh và đối tác nhằm hỗ trợ sự thịnh vượng, an ninh và những giá trị chung trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và điều này bao gồm hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.